các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay độ, phong cách siêu nhân bạc đầy cứng cáp. Những góc ảnh được chụp rất đẹp và rất tinh tế về một cái chiếc Honda Way chọn kiển lại. Chiếc xe được lên rất nhiều món đồ chơi, góp phần làm cho em nó trở nên đẹp, hầm hố hơn so với phần nguyên bản nhàm chán. Trang đạo được trang bị đồng hồ Casio ISIN với rất nhiều tính năng hiển thị dưới dạng LCD và 7 màu sắc nền cho chủ nhân tha hồ lựa chọn. Ngoài ra còn có cụm tăng tốc Domino 1 giây cho anh trình ga ngắn hơn, tăng tốc nhanh hơn. Ba thắng Rainbow Asset kết hợp cùng với dòng Carfor đỏ. Trình lực Hollin tem cắt kẹp sườn giúp đầu xe ổn định cho độ cao. Tem Honda được làm bằng chất liệu nhôm khò giả Titan. Gian đầu tay dẫn đầu từ tay xuống với heo dầu Rainbow Bridge 2 bit xứng, tạo ra một cái lực ma sát vào đĩa của Rainbow đắt tiền. Sở hữu thêm cặp phục Hollin thì điển, nơi chiên sức các dòng trợ lực và giảm sốc cung cấp cho những giải đua MotoGP. Chiếc xe đang khoe dáng cùng với em bé Exciter 105 4 số. Novo độ 16 năm ngủ quên đã được hồi sinh đến từ dân chơi Thái. Với niềm đam mê của những dòng xe tay ga huyền thoại đời đầu mang cái tên là Novo 1, một biker nước bạn đã hồi sinh chiếc xe có xuất xứ từ năm 2002 bằng một bản đồ kiển đầy ấn tượng. Cho đến thời điểm hiện tại thì nó bị khai tử rất lâu, và chúng ta cùng xem qua cái chiếc Novo độ bên dưới nhé. Xe bản thể chúng ta được cái sự kết hợp hoàn hảo và tinh tế với hai cái tông màu xanh lá và bạc. Đi kèm cái màu sắc đó là bộ tem được thiết kế đậm chất thầu cho xe. Phần đầu em nó trở nên lạ mắt hơn cho người xem và ốp não được cố định bằng ba chú ốc. Hai phía tay lái thấy được cái sự chất chơi hơn với cụm tay thắng Rainbow Asset đi kèm dầu Allen. Cánh trái với thắng TFM xuất xứ đến từ Ý. Một vài chi tiết ở đầu thấy thêm đó là cụm công tắc Domino, bao tay Domino. Điểm nhấn trong cái góc ảnh này đó chính là cái trợ lực trung tâm Skull giúp chiếc xe ổn định tay lái như dạng độ cao. Góc nhìn với chụp góc Cotemes Sensi ấm ánh sắc bạc được đẹp. Nhắc đôi tí xíu về dàn chân thấy được cái sự phá cách nguyên thủy. Thay vì bánh mâm thô sơ, chủ xe xuống bánh cầm với niềm nhôm đi ống ánh sắc vàng thật đẹp. Không chỉ tăng thêm độ kiển cho xe mà nó còn giúp cho người lái có được một cảm giác là tốc lướt nhẹ hơn. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp với đĩa Moto3 kết hợp heo Rainbow Rolls-Royce đi kèm US. Lột xét đen ken trong từng ốc sạch sẽ không tì vết như một cái chiếc xe vừa mới đập hùng. Giảm sốc sau, squat S bình dầu cho nên nhúng nhẹ im ái hơn, cũng tăng thêm độ cứng cáp cho xe. Ống xả tạo điểm nhấn đẹp từ dàn đầu cho đến chân bởi sự kết hợp tinh tế chặt chẽ mang lại sự tỉ mỉ cao Oppo chặt của bộ titanium. Một bản đồ để lại nhiều nguồn cảm xúc cho người xem. Còn bao nhiêu bạn đang sổ em nói vậy? Cảm ơn bạn đã theo dõi kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.